Tại sao Vios là được rất nhiều cô chú anh chị tin tưởng là tại máy móc nó bền, bảo dưỡng, bảo trì rất là đơn giản, tiết kiệm nhiên liệu ha. Từ máy móc, khung gầm và tất cả mọi thứ luôn thì anh chị là yên tâm về chất lượng, máy móc là nguyên zin, nguyên bản ha, chưa đụng chạm vô một con ốc nào hết. Mọi chức năng ha, như hoạt động là ok, kiến là cũng đã được dán 3M rồi. Ngoài đô thị anh chị đi cao tốc chỉ có 5 lít thôi, đi trong thành phố Hồ Chí Minh á thì mới là 7 lít. Một cái túi bên này, một cái túi bên này và hai cái túi trụ hai bên ha. Và phía sau kia là thêm hai cái nữa là 6 cái túi khí. Chào cô chú anh chị ha. Đó, xe thì quá trời. Có rất là nhiều khách hàng comment hỏi là về chiếc xe Vios đời cao. Thì hôm nay em sẽ quay chi tiết cho anh chị luôn. Tại vì những cái dòng xe mà Vios á, thì thường á, là được rất nhiều cô chú anh chị tin tưởng là tại sao máy móc nó bền. Thứ hai là coi như là bảo dưỡng, bảo trì thì nó rất là đơn giản. Và thêm một cái nữa là tiết kiệm nhiên liệu ha. Đây là một chiếc xe Toyota Vios đời cao form mới nha anh chị nha. Những cái dòng này á, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu á, chỉ có khoảng là 7 lít trên 100 cây thôi. Còn ngoài ra anh chị đi chỉ có khoảng là 5 lít thôi. Cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Rồi bây giờ em sẽ chạy ra phía ngoài, em sẽ quay chi tiết cho anh chị mình cùng xem cái mẫu Vios ha. Thì đây là một cái dòng xe quốc dân. Dòng xe quốc dân ha. Form dáng thì nói chung là bình thường thôi. Nhưng mà được có cái là bền bỉ, được rất là nhiều anh chị ưa chuộng. Nhất là những anh gọi chạy là dịch vụ chạy ráp ha. Rất là thích. Tại vì cái độ bền và cái độ tiết kiệm nhiên liệu. Đi trong thành phố Hồ Chí Minh mà có mức chỉ có là 7 lít trên 100 cây thì khá là tiết kiệm rồi. Không có xe nào mà bằng luôn ha. Về hình thức form dáng thì anh chị biết rồi. Đây là một cái mẫu xe là Vios mới ha, form mới. Đời thì đời 2018. Đời rất là cao. Cho nên máy móc nè. Từ máy móc, khung gầm và tất cả mọi thứ luôn. Thì anh chị là yên tâm về chất lượng. Xe này thì bên em đang bán với giá là 335 triệu anh chị ha. Và máy chỉ có là 1.5 thôi. Còn đăng kiểm là đến tháng 5 năm 24. Bên em sẽ là thứ nhất là bao rút hồ sơ cho anh chị. Thứ hai là bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng. Bây giờ em sẽ mở cái phần máy lên cho anh chị mình cùng xem cục máy trước ha. Những cái xe mà đời cao như thế này, xe gia đình thì tất nhiên là máy móc là phải chuẩn. Anh chị thấy máy 1.5 nổ rất là êm. Nói chung là không nghe tiếng máy luôn. Nếu mà đẩy nắp capo ha, là coi như không nghe tiếng máy. Máy móc là nguyên zin, nguyên bản ha. Chưa đụng chạm cho một con ốc nào hết. Còn về phần đầu xe, đầu xe thì anh chị cũng thấy đây ha. Bên em sẽ cam kết rõ ràng ha, xe là sẽ rin. Này, keo chị là nguyên bản. Máy móc, thứ nhất là bảo dưỡng máy nè, gầm bệ nè. Thứ hai là bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng nè. Đó, để anh chị mình yên tâm khi sử dụng. Còn về phần đầu xe là không có một dấu gọi là chấn đụng gì hết anh chị. Rất là liền, nó mọi chức năng nhựa nè. Và riêng cái cục máy của dòng Vios này thì em cũng nói rồi là rất là bền. Và thứ hai là bảo dưỡng rất là đơn giản luôn. Chỉ có là thay nhớt là 4-5 ngàn cây số mình thay nhớt một lần. Với thứ hai là kiểm tra nước trước khi đi xa thôi. Còn ngoài ra là anh chị cứ chạy thôi, lâu lâu mình mới vô mình mới kiểm tra cái phần bori thôi, chứ còn ngoài ra là không cần phải làm một cái gì hết anh chị ha. Đời 2018, máy móc thì nguyên zin và giá tiền thì chỉ có là 335 triệu thôi, là anh chị sẽ có một cái mẫu xe Toyota Vios form mới như thế này nên anh chị ha. Nước sơn bên ngoài nha, là một cái nước sơn màu vàng cát nha anh chị nha. Đây cho anh chị xem tiếp, mâm là mâm đúc rin nè. Còn vỏ xe thì 4 cái còn rất là đẹp nè. Và những cái mép này anh chị nhìn không? Rất là liền mạch luôn. Mép này rất là liền. Vậy nè. Cái nước sơn bên ngoài thì đã có sơn dặm rồi nha anh chị nha. Nói chung là xe mà đi ra đường thì không thể nào tránh khỏi cái sự mà coi như là xước xát. Đây còn keo chị đây thì nguyên bản nè anh chị nè. Nguyên bản hết ha. Anh chị nhìn sâu vô bên trong cái phần tóc bi nè. Rồi nhìn sâu vô bên trong bên kia thì anh chị thấy là một cái màu kem, nói chung là rất là sáng luôn. Một cái dòng xe sedan thì anh chị biết rồi là rất là dài và rộng. Khi mà di chuyển ngồi rất là thoải mái luôn. Trần bên trên vẫn là trần nỉ rim, bọc ni lông anh chị. Được có cái là cái ghế là ghế màu kem nè, tấp bi cũng màu kem nè. Cho nên là ngồi trên cái chiếc xe rất là sáng và sạch sẽ luôn. Còn mọi chức năng là coi như hoạt động là ok. Với thứ hai là kiến là cũng đã được dán 3M rồi. Những xe này anh chị lấy về chỉ việc là đi thôi. Quan trọng là cái chất lượng xe thôi. Và anh chị cứ lên xem xe, sau đó là mình test xe thoải mái và chạy thử. Rồi bây giờ em sẽ mở luôn cái phần cốp sau cho anh chị mình cùng xem luôn ha.
cốt thì sẽ là xài cốt cơ nha anh chị nha. Thường thường là mấy cái xe mà dòng quốc dân này đa số là cơ là nhiều hơn là coi như là điện, cho nên nó an toàn là chỗ đó. Còn cái cốp sau thì anh chị thấy là một cái không gian rất là rộng để thoải mái đồ luôn, bên dưới bánh xe cua đồ nghề. Nói chung là những cái xe mà đời cao như thế này là bọng sàn thì anh chị yên tâm, không lo lắng, không suy nghĩ. Còn về keo chỉ phía sau này cũng vậy, là nguyên bản ha, mấy máng nước nè, đinh tán nè, nguyên zin. Bên trên này là keo chỉ là nguyên zin nè. Anh chị thấy đây, đó, mấy cái này là nguyên. Đấy này là nguyên bản nè. À, xe này thì em thấy có khúc này nè, có khúc này là bị dập nè. Khúc này bị dập một xíu nè. Nhìn vô là phát biết ngay nè. Có tí chỗ này dập ngay cái mọ này, nó là nhẹ thôi. Cái này là do là xe em ra nhiều khi nó cấn nhẹ nên hay là de cấn vô tí xíu thôi, không đáng gì hết. Đây, còn bên này lấy cái mép này vậy đó, rất là liền ha. Vỏ xe bốn cái như nhau. Này cho anh chị xem cái phần keo chị này. Nguyên bản. Chuyển lên xuống thì mượt mà. Tiếp tục cho anh chị xem phần mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất. Đó anh chị thấy không? Ngoài đô thị anh chị đi cao tốc chỉ có 5 lít thôi. Còn kết hợp mà đi trong đô thị, đi trong thành phố Hồ Chí Minh thì mới là 7 lít. Còn ngoài ra là chỉ có là 5 lít là hết cỡ rồi. Cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Ví dụ như độ khoảng chừng là 1 triệu tiền xăng là anh chị chạy mệt nghỉ luôn. Đây là cái cánh cửa tài và cánh cửa là xài nhiều nhất. Mở ra mở vô nhiều nhất ha anh chị ha. Theo chị là nguyên bản hết. Đắp bi nè. Đắp bi cửa ha. Nói chung là mất rất là mượt mà. Còn bây giờ mời anh chị vô sâu bên trong. Sâu bên trong mình sẽ xem ha. Xe này Odo đi là 120.000 anh chị ha. Odo 120.000. Sẽ có là màn hình nè, cam ve đầy đủ hết anh chị. Trang bị là hộp số, là hộp số sàn. Máy lạnh thì khỏi chê luôn. Dòng này là trang bị đến 6 túi khí an toàn. Một cái túi bên này, một cái túi bên này và hai cái túi trụ hai bên ha. Và phía sau kia là thêm hai cái nữa là 6 cái túi khí. Cho nên là cũng một chiếc xe quốc dân bình thường nhưng mà cũng khá là an toàn luôn. Khi mà trang bị rất là nhiều túi khí như vậy. Nó sản xuất là Việt Nam nha anh chị nha. Máy 1.5 nè, máy xăng. Đời 2018 và giá thì hiện tại là đang bán là 335 triệu. Đó anh chị cứ lên xem xe, mình cứ test thoải mái, sau đó là em sẽ bớt cho anh chị ha. Bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị trong 3 tháng nè. Thứ hai là bao rút hồ sơ cho anh chị nè. Đó anh chị thấy form dáng không? Form dáng từ phía trước tới sau. Rồi anh chị nào mà đang cần những cái dòng xe mà bền bỉ, nồi đồng cối đá, đó, dòng xe quốc dân thì hãy nhấc máy alo ha. Còn bên em thì có rất là nhiều dòng xe, thì anh chị có thể là lên trực tiếp xem xe và lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý nhất ha. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.